Bây giờ mình sẽ làm một cái video so sánh về lực đẩy của các pin với nhau này, các pin 3S đây. Thì mình có hai cục, một cục Ovonic 2250C, một cục 230 MH45C. Hai cục này nếu tính ra dòng xạ thì sẽ là 2,2 x 50 là 110A này. Đây 2,3 x 45 là 103,5A này. Rồi, mình sẽ so sánh luôn cả hai con dụ hai servo này. À quên, hai con SC, một con Euro loại mới, một con Euro loại cũ này. Là một so sánh với một con 40A 40A với 60A với nhau xem được đẩy có khác nhau không nữa. Đây, trước kia là mình hôm trước mình vừa có video giới thiệu cái cần đấy, thì các bạn chỉ việc gắn cho mình keo nén cái đế nhựa này vào cái cần này. Cái mặt cần này làm bằng nhựa nên là các bạn dùng keo nén nó dính rất là chắc, chứ mặt nó bằng kim loại thì keo nén nó sẽ không ăn đâu. Các bạn dính cho mình bốn góc này là ok này, tự keo nó khô được, gắn ngay chính giữa vậy là ok. Này, kéo đã dính chắc rồi. Thì trước tiên mình sẽ so sánh hai quả pin với nhau trước đã. Thì mình sẽ dùng luôn con Euro 40A đời cũ này. Test này các bạn cứ đeo kính các thứ cho nó đảm bảo an toàn. Rồi đây. Test thì mình đang gắn độ pin sạc hôm trước đây, dùng thoải mái không lo hết pin này. Thì tiếp theo sẽ là cục Ovonic 2250C. Pin này mình đều đã sạc đầy hết rồi nhá. Thì test nó sẽ khá là chuẩn này. Mình sẽ bật cái cần lên này. Hiện bây giờ nó đang báo là 0 gam này. Mình sẽ thử nhẹ sữa. Nó đang bị ngược chiều. Rút pin ra đẩy lại. Đây mình đã gắn lại này. Mình sẽ set cần nó về 0 gam này. Bật TX lên này. Đây, giờ nó thổi đúng chiều rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu test nhá. Đây sẽ đứng mắc ga này. Bắt đầu xem được đẩy nó được bao nhiêu. Đấy, lên tận 1.001 đấy. Đây mình sẽ test lại phát nữa. Được tối đa là 1.130 kg. Đây là cánh 53 lá, cánh tê motor. Mình sẽ cho cao lên tí. Đó. Tiếp theo là đến tattoo này. 2 viên này đều là 3S nhá. 1 viên là tattoo, 1 viên Onyx. Mình sẽ test luôn cho nó về 0. Bên này thì yếu hơn một tí nữa là chỉ tầm 1081 1070 thôi. Đấy, vậy là mình đã xong về đoạn so sánh hai viên pin này. Thì sẽ thử. Đấy, như vậy là pin Ovonic này thì là nó sẽ mạnh hơn cái Tatu là một ít này, vì dòng xạ nó cao hơn ít. Nó tầm 110A, cái này chỉ 103,5A thôi. Các bạn lấy dòng xả lấy số A nhân với số C này.